khi bị đau mỏi cơ. Salobat Vermentol Diacomfort Methicillin và Tocopherol Acetate giúp giảm đau kháng viêm hiệu quả. Thường dùng Salobat là vùng da tổn thương hoặc vết thương hở, các trong chỉ định khác sẽ nhiều sử dụng, độc hiệu giờ sử dụng trước khi dùng. Salobat là thuốc giảm quanh vùng đau, giảm đau hiệu quả.